Hello mọi người, và sau đây chúng ta sẽ tiếp tục những diễn biến của cuộc thi giữa hội Fairy Tail và Sabaton nhé. Fairy Tail Season 5 phần 3, tập 25. Trên khán đài, khán giả cũng đã bắt đầu nhiệt huyết hơn khi mà chứng kiến Tứ Long tranh tài. Nó sư đang trong tình huống phải đối đầu với hai xác long nhân thế hệ mới có thể tự kích hoạt long lực. Tuy nhiên, lần này đòn đánh của Bạch Long chẳng thể khiến cho nó sư bị thương nữa. Đối với Hỏa Long, việc giết một con rồng chẳng có gì đáng để lên mặt và thể hiện như là cách mà Sting đang làm. Thứ duy nhất quan trọng với cậu chính là chiến đấu vì bạn bè và trả thù việc Sabaton dám cả gan nhạo báng Lucy. Dù chẳng cần đến long lực nhưng mà nó sư vẫn một mình cần cả Bạch Long và Ảnh Long dễ như là ăn cháo. Với ý chí sắt đá, với lòng kiêu hãnh không bao giờ lùi bước, ánh sáng mà cậu tỏa ra đã thu hút cả những đối thủ đang chứng kiến trên khán đài và mê hoặc họ. Hai xác long nhân của Sabaton vẫn chưa dừng lại, bọn họ cùng nhau kết hợp pháp lực nhằm tung ra một đòn chí mạng hạ gục Nasher. Tuy nhiên, Hỏa Long không hề có ý định né nó mà muốn hứng trọn toàn bộ để chứng tỏ sức mạnh của mình. Nasher nhớ lại lời hứa với Lucy và Happy rằng cậu ấy sẽ nhất định chiến thắng trở về. Dù rất lo lắng nhưng mà các thành viên vẫn tin tưởng vào người đồng đội đang chiến đấu của mình. Họ cùng nhau hướng về một phía và biểu tượng của sự đoàn kết. Hỏa Long với sức mạnh của mình, cậu đáp trả đòn phối hợp ấy, hai nguồn pháp lực lớn va chạm vào nhau và gây ra một vụ nổ chấn động cả đấu trường. Tuy nhiên, người sau cùng còn đứng vững lại là Nasher, thành viên của Fairy Tail. Với kết quả chiến thắng này, bọn họ đã tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Các đối thủ truyền kiếp sau 7 năm cuối cùng cũng đã được tận mắt chứng kiến sự trở lại huy hoàng của Fairy Tail. Bọn họ đều đồng loạt chuyển sang mục tiêu mới, đó chính là hạ bệ Fairy Tail một lần nữa. Trận đấu của Nasher cũng là ngồi lửa châm ngòi cho trận huyết chiến cuối cùng với Sabaton. Mọi người đều vui vẻ vì Hỏa Long đã thắng trận, nhưng mà có lẽ người hạnh phúc lại chính là Lucy, vì cô nàng luôn luôn tin tưởng cái thằng quậy phá đó. Fairy Tail đang tiến gần đến với mục tiêu 30 triệu Jewel, mục tiêu trở thành hội pháp sư đứng đầu Fairy Tail đúng. Trong lúc mọi người trong hội đang ăn mừng thì có một chàng trai lặng lẽ bước dưới một cái mỏ u tối vì bị thằng nó sư chơi xấu. Người đó không ai khác chính là Gazer. Anh ta đã vô tình phát hiện được một long huyệt bên dưới đấu trường. Ngoài ra, âm mưu nhật thật của tên chỉ huy đáng nghi cũng đang dần dần được thực hiện. Kala lại một lần nữa tiên tri được việc lâu đài ánh sáng sẽ bị sụp đổ. Một thảm họa sắp xảy ra. Tập 26. Như thường lệ, cả nhóm lại cùng nhau ăn mừng sau chiến thắng tại một quán rượu. Bất kỳ ở đâu thì thằng Gray với thằng Nasher cũng kiếm chuyện để mà bật co với nhau, và lần nào thì hai thằng đó cũng làm ảnh hưởng đến những phút giây bình yên của Eraza. Trộn sống hai thằng này luôn đi chị gì đó ơi. Sau một khoảng thời gian lang thang thì Gazer cũng đã quay trở về và bảo rằng có thứ muốn cho Nasher và Wendy xem. Trong lúc đó, tại khuôn viên của hội Sabaton, một lần nữa lão già Gemma lại trừng phạt Sting và Roe theo cái cách mà lão trừng phạt Yukino. Lão ta cảm thấy nhục nhã vì liên tục bị Fairy Tail làm bẻ mặt và muốn hai xác long nhân tự xá hội huy và rời khỏi hội. Lester, người bạn exit của Sting đã lên tiếng để bảo vệ danh dự cho cậu ấy, nhưng điều này làm lão hội trưởng giận dữ và dùng pháp thuật làm bốc hơi Lester. Chứng kiến người bạn đồng hành của mình bị người khác giết, Sting phát điên lên và dùng một đám kích liễu hội trưởng của mình. Rồi, hết vai ra ngoài lấy cách xe đi cho nội Gemma. Trong lúc đó, Zola đã tìm được kẻ bí ẩn được cho là sử dụng pháp thuật của Zerep. Nhưng mà sau khi gặp được người bí ẩn, Zola đã nói rằng họ đang phạm một sai lầm lớn và tin rằng kế hoạch nhật thực là điều cần thiết. Gazer lúc này cùng với Wendy và Nasher đến cái long huyệt mà mình đã phát hiện. Gray và Lucy tò mò nên là muốn đi tìm hiểu xem đó là gì. Vì muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra ở cái long huyệt này, Wendy muốn dùng Milky Way, một pháp thuật cô bé mới học gần đây, để có thể giao tiếp với linh hồn của rồng. Sau khi vẽ xong vòng tròn kết giới, Wendy ngay lập tức triệu hồi long lên bên trong long huyệt. Sau một lúc kêu gọi, một con rồng đã hồi đáp sức mạnh của cô bé thiên long và xuất hiện. Hắn nói hắn tên là Draconis, hay còn gọi là Bích Ngọc Long. Tuy là sở hữu một thân thể to lớn khổng lồ, nhưng mà Bích Ngọc Long lại thích tấu hề là chính. Draconis tiết lộ rằng chuyện đã xảy ra từ 400 năm trước khi mà loài rồng thống trị toàn bộ thế giới. Con người lúc ấy chỉ là thức ăn cho loài rồng. Nhưng trong số đó có một con rồng truyền bá tư tưởng về một long giới đại hòa đồng. Việc này đã tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều và chiến tranh của loài rồng nổ ra. Trận chiến kéo dài dai dẳng cho đến khi là phe rồng ủng hộ hòa giới đưa ra một giải pháp. Những con rồng ủng hộ hòa giới đưa con người vào trận chiến và dạy họ xác long thuật để tiêu diệt rồng. Tuy nhiên, kế hoạch này lại dẫn đến một sai lầm. Một kẻ trong số xác long nhân đã thảm sát loài rồng bao gồm cả phe ủng hộ hòa giới. Sau một thời gian dài tắm trong bể máu của rồng, bản thân của tên xác long nhân đó cũng đã trở thành một con rồng thực sự. Dù là con người nhưng mà hắn ta đã trở thành vua rồng và cái long huyệt mà Gazer thấy là tên xác long nhân ấy tạo ra. Kẻ đó không ai khác ngoài con rồng đã khiến nhóm trên đảo Thuru bị biến mất 7 năm, Cornelia. Sau khi kể toàn bộ mọi chuyện, Bích Ngọc Long biến mất và nhập Niết Bàn, tên chỉ huy đáng ngờ cũng xuất hiện sau đó và nói rằng đó là một câu chuyện nhảm nhí. Tên chỉ huy cho rằng Anorogia cũng chỉ là một con quỷ mà Zerep tạo nên.
Carla nhận ra ngay tên chỉ huy đó chính là Bạch Kỵ Sĩ, người xuất hiện trong giấc mơ tiên tri nói về sự sụp đổ của Kindle Fury và sự đau buồn thảm khốc của Lucy. Tập 27, tên Bạch Kỵ Sĩ đã tự giới thiệu là Arcadio, là chỉ huy của đội kỵ binh hoàng gia. Ông ta nói rằng cần sức mạnh của pháp sư tinh linh để thực hiện một kế hoạch bí mật. Đó cũng chính là lý do mà ông ta thu nạp Yukino về dưới chúng mình. Tuy nhiên, Natsu không hề tin tưởng Arcadio khi mà biết rằng ông ta là kẻ đã âm mưu bắt cóc Lucy. Yukino nói rằng nếu kế hoạch bí mật này thành công thì họ sẽ trừ khử được Acronolia và Zeref vĩnh viễn. Trong lúc đi vào cung điện của đức vua, Bạch Kỵ Sĩ tiết lộ rằng đại hội pháp thuật chẳng qua chỉ là lớp vỏ ngụy trang để hấp thụ pháp lực của các pháp sư, và nguồn pháp lực ấy mục đích dùng để tích trữ năng lượng giúp cho cánh cổng nhật thực hoạt động. Tuy nhiên là để mở cánh cổng phải cần đến 12 chiếc chìa khóa hoàng đạo của Lucy và Yukino, và khi cánh cổng được mở ra, họ sẽ du hành thời gian quay ngược về 400 năm trước, giết chết Zeref trước khi hắc pháp sư vĩ đại nhất trở nên bất tử. Trong vòng 3 ngày tới, mặt trăng sẽ che khuất mặt trời vào đúng ngày 7 tháng 7. Đó cũng là lúc Lucy cần phải hành động để kế hoạch nhật thực được triển khai. Bỗng nhiên lúc này quân đội hoàng gia dưới trướng bộ trưởng bộ phòng vệ xuất hiện và bao vây toàn bộ bọn họ. Bộ trưởng bộ phòng vệ cho rằng kế hoạch này là quá nguy hiểm nên là đã phản đối. Lão ta đã ra lệnh bắt giữ Arcadio vì tội âm mưu làm phản, cùng với đó là bắt giam luôn cả hai tinh linh pháp sư là Yukino và Lucy. Natsu không đồng tình liền muốn dùng vũ lực chống đối nhưng mà đã bị cánh cổng nhật thực là Elixir hấp thụ toàn bộ pháp lực và làm cậu ấy bất tỉnh. Những người còn lại đã lập tức trở về và báo tin cho hội trưởng biết. Ông già Makoro cho rằng hiện tại lúc này bọn họ nên án binh bất động và tiếp tục tham gia giải đấu, đồng thời trong thời gian đó âm thầm tìm cách để giải cứu Lucy. Ngày 6 tháng 7, ngày mà chung kết của đại hội pháp thuật cuối cùng cũng đã được bắt đầu, Sabaton có lẽ đã mạnh hơn bao giờ hết khi mà Sting lấy Lester làm động lực để chiến đấu. Fairytale xuất hiện với tư cách là đội đầu bảng xếp hạng, tuy nhiên họ khiến khán giả bất ngờ hơn với màn thay đổi nhân lực, Juvia thay cho vị trí của Natsu. Hội trưởng Makoro đã cử một đội đột kích vào hoàng cung để giải thoát cho Lucy. Đội đột kích bao gồm Isid, Natsu, Wendy và Mirogen. Fairytale lúc này sẽ chiến đấu trên cả hai mặt trận. Tập 28. Trận đấu cuối cùng của đại hội pháp thuật sắp nổ ra. Trong lúc đó, nhóm của Natsu sẽ lợi dụng việc này để thâm nhập vào hoàng cung và cứu Lucy. MC đã tuyên bố luật của ngày thi đấu cuối cùng và hội cuối cùng còn đứng vững sẽ là hội chiến thắng. Đấu trường lần này sẽ bao phủ rộng cả thành phố. Một nhóm 5 thành viên sẽ dạo quanh thành phố và tìm đối thủ của mình để chiến đấu. Và mỗi đối thủ tương ứng với một điểm trực tiếp. Ngoài ra, nếu hạ được đội trưởng, họ sẽ giành được 5 điểm. Và đội nào cũng có cơ hội để lội ngược dòng. Tiếng còi khai cuộc đã vang lên, dường như là hầu hết các đội đều chọn cách phân tán các thành viên và giành điểm số. Tuy nhiên, mọi người chứng kiến trận đấu đều bất ngờ khi mà 5 thành viên của Fairytale chỉ đứng yên một chỗ và nhắm mắt trong khi những đội khác đang tranh giành từng điểm số. Các đội đã bắt đầu chạm mặt nhau và có những trận đấu ngoạn mục. Trận chung kết là một cuộc đua điểm số đầy căng thẳng. Lần lượt các thành viên của Wacho bao gồm là Basket cũng đã bị loại bởi Sting. Hội của bọn họ vẫn giữ được kỷ lục với chuỗi bại trận liên tục này. Sau khi hạ được Basket, Sabaton tạm thời đã vươn lên vị trí dẫn đầu với 49 điểm. Trong khi đó, đối thủ của họ là Fairytale vẫn dậm chân tại chỗ. Lúc này, hội trưởng đệ nhất mới tiết lộ rằng 5 thành viên đang làm theo kế hoạch của bà ấy. Hội trưởng Mavis đã quan sát và thu thập thông tin của toàn bộ đối thủ và qua tính toán bà ấy đã triển khai chiến dịch tiên nhân tinh. Fairytale cuối cùng cũng đã hành động. Lúc này, nhóm của Natsu đã thành công đột nhập vào hoàng cung bằng kế hoạch của Mirazen. Hội trưởng đệ nhất bằng chiến thuật của mình đã nhìn thấu chiêu trò của Rufus thuộc Saboteur và giúp cho các thành viên của Fairytale né được đòn tấn công từ sau lưng và đồng thời khiến anh ta bị hoảng loạn. Trong lúc đó, Eroza theo kế hoạch đã chạm mặt với Jenny và hạ gục cô ta. Gazoo và Gray cũng đã thành công phục kích 3 thành viên khác của Blue Pegasus. Với chiến thuật của hội trưởng Mavis, họ đã giành được 4 điểm và hiện tại đang có số điểm ngang ngửa với Saboteur. Hội trưởng Makoro chứng kiến việc này liền nhớ ra biệt danh của hội trưởng đệ nhất chính là Tiên Nhân Chiến Thuật. Zora đã hạ gục được Ichiya và thành công loại Blue Pegasus ra khỏi cuộc đua giành vị trí đầu bảng. Lamia Scale với sức mạnh của thập thánh pháp sư làm bệ phóng, họ hiện tại cũng đã có điểm số ngang bằng với hai đội dẫn đầu. Nhóm của Natsu cũng đã thành công tìm được Lucy và giải thoát cho cô ấy cùng với Yukino. Tuy nhiên, trước khi rời đi, nhóm tóc vàng cần phải lấy lại chùm chìa khóa hoàng đạo của mình đang bị Bạch Kỵ Sĩ giữ. Nhưng chưa kịp trốn thoát thì họ đã bị rơi xuống một hang động. Việc này đều nằm trong tính toán của Hisui, công chúa của vương quốc Fiora. Nhóm của Natsu bị giam giữ trong một nơi được gọi là lâu đài địa ngục, một hang động không có lối ra để trừng phạt các tử tù. Bằng chiến thuật của hội trưởng đệ nhất cuối cùng, Gray cũng đã chạm mặt với Rufus, kẻ mà cậu muốn trả thù cho việc lần trước hắn gây ra. Tập 29. Gray đã tìm được Rufus theo chiến thuật của hội trưởng đệ nhất. Tuy nhiên, việc thắng bại thì tùy thuộc vào khả năng của thằng khóa thân. Hội trưởng Mavis nói rằng thắng Rufus chính là chìa khóa để đánh bại Saboteur. Do đó, khi họp bàn chiến thuật, dù hội trưởng đệ nhất bảo rằng cơ hội chiến thắng của Gray là không cao khi đấu với cái tên tái tạo ký ức, nhưng mà thằng quả thân một mực đòi chiến đấu và chắc chắn sẽ giành chiến thắng về cho Fairytale. Cả hai đã bắt đầu giao chiến với nhau. Tuy nhiên, Gray lại là người thất thế khi mà Rufus có thể tái tạo pháp thuật nhờ vào trí nhớ, thậm chí còn có thể kết hợp được nhiều thuộc tính với nhau.
Ngoài ra, địa điểm chiến đấu hiện đang là một thư viện pháp thuật với vô số loại pháp thuật được ghi chép trong sách. Chỉ cần đọc và sử dụng ký ức đó, Rufus hoàn toàn có thể thực hiện pháp thuật được ghi chép trong sách. Hắn ta tạo ra vô số chiến binh bằng băng tấn công, mục đích là để chế giễu Gray. Rufus liên tục tấn công và khiến thằng quả thần nó phải đo sàn không biết là bao nhiêu lần. Hội trưởng Mavis nói rằng bà ấy chọn Gray vì tin vào sức mạnh cảm xúc của cậu ấy. Trong lúc đó, nhóm của Nasu đang bế tắc trong việc tìm kiếm lối ra của lâu đài địa ngục. Abby lúc này đang nghĩ ra một kế hoạch có thể giúp cả nhóm thoát ra ngoài, chính là khiến bọn lính đang theo dõi họ phải chú ý và rồi lợi dụng sơ hở của chúng để trốn thoát. Bọn họ bắt đầu dùng mấy nhân kế nhằm dụ dỗ những tên lính dơ sờ, nhưng mà hết lần này tới lần khác kế hoạch của Abby cũng đang dần dần đi vào bế tắc. Tại thư viện pháp thuật thì Gray đã bị Rufus đánh cho như tử với vô số loại pháp thuật khác nhau. Thằng khỏa thân nó nhớ lại những ký ức về những trận thắng bằng chính pháp thuật tạo hình mà sư phụ Uriah dạy cho. Cùng với đó là lời động viên đến từ thằng cốt lâu năm, Gray cuối cùng cũng đã lấy lại ý chí chiến đấu. Cậu ta đã dùng băng thuật chế độ vô hạn và tạo hình một cách nhanh đến lạ thường khiến cho Rufus không kịp ghi nhớ. Tiếp đến, Gray tấn công bằng nhất thế loạn vũ với vô số thanh kiếm và đóng băng đối thủ của mình. Gã mặt nạ cũng không chịu thua, nhanh chóng dùng lửa để rã băng của Gray. Nhưng mà ngọn lửa của Rufus chẳng là gì so với ngọn lửa của Nasu. Thằng khóa thân lao qua ngọn lửa và tung ra đòn kết liễu thành công hạ gục thành viên đầu tiên của Saboteur. Tập 30. Chiến thắng của Gray khiến khán giả phấn khích hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đó chỉ mới là sự bắt đầu của Fairy Tail. Trên bảng xếp hạng, hội Fairy Tail là đội dẫn đầu với 50 điểm, đồng hạng 2 là Clamia Scale và Saboteur vẫn đang bám sát đội dẫn đầu với cách biệt là chỉ 1 điểm. Minerva cho rằng Sting sẽ là người đưa Saboteur đến với chiến thắng và lên một tầm cao mới. Trước đó khi hạ gục lão hội trưởng độc tài, cô đã bổ nhiệm Bạch Long vào vị trí hội trưởng đời kế tiếp và tiết lộ rằng chính cảm xúc mà Sting dành cho Letter đã biến thành sức mạnh cho cô ấy. Minerva nói rằng cô ấy đã cứu sống Letter nhưng mà không có ý định trả lại cho Bạch Long, trừ khi Saboteur là người chiến thắng đại hội pháp thuật. Nếu Stinger từ chối thì cô sẽ ngay lập tức giết chết Letter. Trong lúc đó ở lâu đài địa ngục, nhóm của Nasu vẫn hoàn toàn vô vọng khi không tìm được chút manh mối nào về lối ra. Tuy nhiên, bọn họ vẫn giữ được sự vui vẻ khi có Yukino đi cùng, ngược lại cô nàng cũng có những cảm giác tương tự. Bỗng nhiên lâu đài địa ngục rung chuyển và để lộ ra một khe nứt. Nhóm Nasu liền luồn qua khe nứt và phát hiện Arcadius đang nằm bất tỉnh trước mặt mình. Bạch kỵ sĩ bảo rằng nhóm của họ nên chạy ngay đi trước khi nguy hiểm ập đến. Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện, một nhóm người lạ mặt từ đâu xông ra và tấn công nhóm của Nasu. Bọn chúng giới thiệu bản thân là những đao phủ mạnh nhất của vương quốc được gọi là đoàn kỵ sĩ so đói. Bọn chúng được lệnh thủ tiêu các pháp sư của Fairy Tail và cả bạch kỵ sĩ. Nhóm Nasu nhận ra cách duy nhất để thoát ra khỏi đó chính là đánh bại nhóm đao phủ này. Một nữ pháp sư trong số chúng dùng pháp thuật từ giấy tấn công. Hóa Long không thể hấp thụ ngọn lửa tỏa ra từ pháp thuật kỳ lạ ấy. Rất nhanh Woody đã tới để hỗ trợ cho đàn anh của mình. Dù đã dùng chiêu thức phối hợp nhưng mà cả Nasu và Wendy đều không thể hạ gục bọn chúng. Cả hai đều đã bị khống chế bởi một cái cây ăn thịt khổng lồ của một nữ pháp sư khác trong nhóm của đao phủ. Một lần nữa, hai sát lục nhân của Fairy Tail phối hợp kỹ năng để thoát ra ngoài. Các pháp sư của Fairy Tail gặp phải nhiều khó khăn khi phải đối đầu với nhóm của đao phủ chuyên hành quyết tử tù này. Trong một lúc bất cẩn, Wendy đã bị bông hoa ăn thịt nuốt chửng. Tập 31. Wendy đã bị bông hoa ăn thịt người nuốt chửng. Nếu nhóm Nasu không mau cứu cô bé ra ngoài thì sớm muộn gì Wendy cũng sẽ bị tan chảy và không còn tồn tại trên thế giới này. Rất may là Lily đã cầm chân tên mập trong cái đám đau phủ lại để cho Mirazen nhanh chóng tiến đến và giải thoát cho cô bé Thiên Long. Nhóm của Nasu đã dễ thở hơn khi Mirazen nghiêm túc chiến đấu. Tuy nhiên, nhóm đau phủ vẫn chưa tung ra hết con bài tẩy của bọn chúng. Các pháp sư của Fairy Tail đột nhiên bị phong ấn bản thân bởi những tấm giấy màu tím, cùng lúc đó bị bông hoa ăn thịt người hút vào. Wendy nhanh chóng dùng sức mạnh giải phong ấn cho bọn họ. Nasu và Mirazen cùng với Lily lập tức dùng sức mạnh để tiêu diệt bông hoa ăn thịt người khổng lồ một cách hoành tráng. Đòn tấn công cực mạnh đó đã làm phân tán mỗi người một nơi và Nasu phải chạm mặt với tên chỉ huy của đoàn kỵ sĩ sâu đói. Wendy cùng với những người còn lại cũng đã chạm mặt đối thủ của mình. Trong khi đó, Lucy và Yukino cùng với Happy Carla phải hợp tức chiến đấu với cái tên mỏ trèo Uosuke. Akira cảnh báo hai cô gái không nên chiến đấu với hắn vì cho dù sở hữu một gương mặt ngu si đần độn nhưng mà Uosuke lại là một tên đao phủ khát máu, giết người, không để lại xương cốt. Sau một loạt màn thể hiện của Fairy Tail tại vòng cuối cùng của đại hội thì dường như diễn biến của trận đấu vẫn chưa có gì thay đổi nhiều. Lúc này, Minerva đang nhắm đến Milena và chuẩn bị một kế hoạch hiểm độc nào đó. Nhóm của Nasu đang gặp phải khó khăn tại lâu đài địa ngục khi phải chạm trán với những đao phủ có sức mạnh pháp thuật kỳ lạ. Woody chạm mặt với ả đao phủ Cutmore. Ả ta dường như chỉ biết được điểm yếu của cô bé là sợ thua nên đã dùng pháp thuật tạo ra vô số trái hồng khô có độ chua cực kỳ kinh khủng. Uosuke cũng đã bắt đầu hành động. Tên đao phủ mỏ trèo dùng pháp thuật thay đổi địa chất và biến mặt đất thành một dòng sông nhung nham. Happy và Carla cũng bị hắn ta khống chế. Lúc này Lucy và Yukino rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Tuy nhiên, Arcadius cho rằng hai cô gái pháp sư tinh linh là hy vọng cho thế giới. Ông ấy bước xuống dòng nhung nham nóng chảy để cứu Lucy và Yukino cho dù phải hy sinh mạng sống của mình.
Tập 32, Bạch Kỵ Sĩ đã thành công cứu lấy hai cô gái pháp sư tinh linh, nhưng ông cũng đã phải trả giá cho việc đó. Dòng sông dung nham nóng rực đã nuốt chửng Arcadia. May mắn thay là Horologium, tinh linh đồng hồ của Loki kịp thời xuất hiện và cứu ông ấy. Bằng việc tự do đi qua cánh cổng của tinh linh, Loki đã xuất hiện và ứng cứu cho Loki, cùng với đó là lấy lại chùm chìa khóa hoàng đạo cho hai nữ pháp sư tinh linh. Giờ là lúc bọn họ phản công và đập cho tên mỗi chiều một trận, chứ tôi nhìn cái mặt thằng đó là tôi không có ưa nổi. Nasu bị đánh dấu bởi pháp thuật kỳ lạ của tên đầu phủ chỉ huy. Chiếc lưỡi hái của hắn đã theo những dấu hiệu đó tấn công liên tục khiến cho hỏa long rơi vào bế tắc. Urasuke là giới trò dùng trọng lực để phong ấn nhóm Lucy lại, nhưng mà lần này Zukino đã triệu hồi tinh linh Thiên Bình để phế đi khả năng điều khiển trọng lực của tên mỏ trè. Hắn lại chuyển nguyên tố sang gió để tấn công, nhưng mà Lucy rất nhanh đã triệu hồi thượng nữ đào một cái hố để ẩn nấp. Trong lúc đó, Lucy chiến đấu với hắn ta. Một lần nữa, tên độc vũ mỏ trè liền chuyển sang nguyên tố băng tấn công. Cũng may là tinh linh Thiên Bình cũng đã xuất hiện kịp lúc. Cô bé Wendy thì đang chiến đấu một mình với Cosmos. Ata khiến cô bé gặp ác mộng với cái đống hồng khô chua lè. Cùng lúc đó dùng pháp thuật nhả khí độc nhằm khiến cho Wendy bị bất tỉnh và từ từ bị giết trong trạng thái mơ ngủ. Nhóm của Lucy rơi vào bế tắc khi mà đang trong một tình huống nguy hiểm thì đám tinh linh của cô lại giở trò diễn xiết. Tuy nhiên đó cũng là một kế hoạch khiến cho Urasuke bị mất tập trung. Đôi khi cùng với Thiên Bình ngay lập tức kết hợp chiêu thức tạm thời vô hiệu hóa hắn ta. Lucy và Yukino tiếp tục phối hợp tinh linh và triệu hồi tinh linh bọ cạp cùng với song ngư tấn công Urasuke. Đôi khi cũng tham gia vào đoàn tấn công ấy, nhưng mà tên đầu phủ mỏ trè đã hóa giải được chiêu thức phối hợp dễ dàng. Wendy lúc này đã chìm sâu vào giấc ngủ bởi chất độc của Cosmos. Nhưng nhóm của Nasu chẳng có ai có ý định bỏ cuộc cả. Lần này đến lượt Zukino thể hiện kỹ năng khi mà đưa song ngư trở về trạng thái chiến đấu thực sự của họ. Với màn trình diễn của hai mẹ con song ngư cùng với sự hỗ trợ của Lucy, họ đã lật ngược được tình thế. Một lần nữa, Urasuke lại thay đổi địa chất thành một dòng nước xoáy cuốn trôi nhóm của Lucy. Nhưng hắn ta không hề biết rằng môi trường nước là điều kiện để nhỏ tóc vàng triệu hồi tinh linh bảo bình. Tập 33. Trong lúc đó, tại phía của Mirazen, cô liên tục bị ả pháp sư sử dụng pháp thuật giấy sỉ nhục và khiêu khích vì chỉ biết chịu trận và chẳng làm được gì. Lời nói của ả ta vô tình đã gãi đúng chỗ ngứa, để Mirazen bịt mót nữ quỷ thì ả ta chỉ còn cách là sám hối cuộc đời càng nhanh càng tốt mà thôi. Nasu và Lily đang gặp phải khó khăn khi mà chưa tìm được điểm yếu của đối thủ. Dù thương thích đầy mình nhưng mà hai người họ không có vẻ gì là để cho những gã đầu phủ muốn leo lên đầu ngồi thì ngồi. Awara cũng xuất hiện sau lời kêu gọi của Lucy, nhưng mà lần này có vẻ như thái độ của cô ta hơi đanh đá. Sau khi tra hỏi thì biết được rằng tinh linh Bảo Bình đang ghen vì nghĩ rằng bọ cạp đang cặp kè với một cô gái nào đó. Lucy và Awaret cùng nhau trò chuyện đời tư giữa lúc trận đấu đang gây cấn và cho Urasuke ăn một quả bơ cực bự. Tức giận vì chỉ là người thứ ba trong câu chuyện, hắn ta liền biến đổi nguồn nước thành nước nóng nhằm xóa bỏ môi trường thích nghi của Awaret. Cùng lúc đó Wendy bằng pháp thuật của mình đã hóa giải được độc dược của Cosmos và bắt đầu phản công. Nasu và tên chỉ huy vẫn đang so trình cãi nhau bằng mồm và vẫn chưa tìm được người thắng bại. Đánh nhau thì lo đánh đi hai cho nội, khán giả đang chờ Monkey D rồi kìa. Tại đấu trường, Evelyn vì lo lắng cực độ nên muốn đi giúp nhóm của Nasu, rất may là Lysana đã cản anh ấy lại vì tránh để hỏng chuyện. Mirazen lúc này cũng đã bắt đầu nghiêm túc. Với quỷ hồn Sadan, cô ấy chơi đùa với đối thủ như chơi đùa với con nít. Hả đầu phủ đang dùng pháp thuật giấy tạo nên một kết giới ác mộng để nhốt Mirazen nhằm khiến cô bị giam cầm và dày vò trong ký ức của mình. Tuy nhiên nữ quỷ dễ dàng thoát khỏi đó, có bấy nhiêu mà nhầm nhờ gì với chị. Tại hồ nước nóng, Urasuke đã có một pha tự hủy khi mà buông lời khiển ngay tinh linh đanh đá nhất hệ mặt trời là Awarius. Những người còn lại trong nhóm lúc này cũng đã bắt đầu phản công ngoạn mục và đồng thời hạ gục nhóm kỵ sĩ số đối. Kế hoạch tẩu thoát và đưa Lucy trở về gần như là đã thành công. Tập 34. Nhóm của Nasu sau khi tra hỏi nhóm đầu phủ về lối ra, ngay lập tức họ liền di chuyển và sâu chuỗi lại các sự kiện từ khi đại hội diễn ra và về kế hoạch nhật thực mà Ascarius nhắc đến. Sau một lúc tìm kiếm thì nhóm đã tìm được lối ra, nhưng mà ở tại chiếc cổng một người bí ẩn xuất hiện khiến cho mọi người ngạc nhiên. Mọi chuyện đã dần sáng tỏ khi mà bộ trưởng bộ phòng vệ đến gặp công chúa Hisui. Người từ đầu lên kế hoạch nhật thực không phải là Ascarius mà chính là công chúa của Fira. Cô ấy đã lợi dụng nhóm của Nasu để cứu Bạch Kỵ Sĩ ra khỏi lâu đài địa ngục khi mà ông ta bị bộ trưởng bộ phòng vệ giam giữ ở đó. Ngay từ đầu đến cuối, Akarot đã đóng vai phản diện để che đậy vai trò của công chúa Hisui. Không thể giữ được bí mật về kế hoạch nhật thực nữa, cô ấy đã tiết lộ toàn bộ sự việc cho bộ trưởng biết nhằm tránh sự diệt vong của vương quốc. Ở trận chiến của đại hội, Zuvia đã chạm mặt với Shadira, một cô gái sở hữu sát thần thuật. Theo tính toán của hội trưởng đệ nhất, trong lúc đó Eraza sẽ chạm mặt với Mirazen, ả pháp sư đã tra tấn Lucy trước đó. Tuy nhiên kế hoạch đã bị chệch hướng khi mà Kagura bỗng nhiên xuất hiện tấn công Eraza. Trận đấu ngay lập tức trở thành tranh chấp tay ba khi mà Minerva bỗng dưng xuất hiện. Có ba người đều có hiềm khích với nhau. Bọn họ biết rằng cần phải loại bỏ trước một người để có thể tập trung chiến đấu với người còn lại. Ba người phụ nữ tỏa ra một nguồn pháp lực cực kỳ ghê gớm và thu hút mọi ánh nhìn của khán giả. Họ chiến đấu với nhau chẳng ai nhường nhịn ai.
Minerva lợi dụng sợ của hai người còn lại và nhanh chóng dùng pháp thuật thập bát chiến thần để tấn công, nhưng mà bất ngờ tay Araza và cả Kawura đều đứng vững sau đòn pháp thuật khủng khiếp ấy. Cảm thấy không thể dễ dàng gì hạ gục cả hai, Minerva đã giở trò chơi bẩn. Cô ta dùng Meliana để đe dọa hai đối thủ của mình. Công chúa Hisui lúc này tiết lộ rằng cô được một người đến từ tương lai thông báo kết quả của đại hội pháp thuật. Một hồi chiến thắng với kết quả không tưởng, và nếu điều đó đúng thì việc vương quốc sắp rơi vào diệt vong là sự thật. Người bí ẩn xuất hiện ở lối ra lâu đài địa ngục khiến cho nhóm của nó sự bất ngờ không ai khác lại chính là Lucy đến từ tương lai, người đã cho công chúa Hisui biết được kết quả cũng chính là cô ấy. Tập 35. Người bí ẩn mà Zola gặp hôm ấy cũng chính là Lucy, đó cũng là lý do tại sao mà anh ấy có thể bỏ qua và thay đổi kế hoạch một cách dễ dàng. Lucy đến từ tương lai tiết lộ cô ấy đã dùng cánh cổng nhật thực để du hành thời gian về quá khứ và cảnh báo cho mọi người. Công chúa Hisui đã tiết lộ cô ấy đã dùng 12 chìa khóa hoàng đạo mở cổng nhật thực trước khi trả về cho chủ nhân của nó. Tuy nhiên, để mở cổng, họ cần cánh tay của một người nào đó. Và để thực hiện kế hoạch nhật thực đều tùy thuộc vào việc kết quả của đại hội pháp thuật có diễn ra như đúng lời của Lucy đến từ tương lai nói hay không. Kagura vì muốn cứu Meliana nên đã chuyển mục tiêu sang Minerva, nhưng mà ả ta đã hoán đổi vị trí với Araza. Minerva nói rằng giữa Kagura và Araza, ai là người chiến thắng sẽ có cơ hội để đấu với ả. Không còn cách nào khác, cả hai người họ phải chiến đấu vì mục đích riêng của mình dù Araza không hề muốn chiến đấu với Kagura. Trong lúc đó, Gazer đã chạm mặt với Ro, sát lông nhân của Saboteur. Lassos cũng đã chạm mặt với Oga, một lôi sát lông. Các pháp sư vẫn chiến đấu với nhau mà không hay biết gì về việc ngày hôm sau sẽ là ngày diệt vong của cả vương quốc. Uthier cảm thấy mặc cảm tội lỗi và dằn vặt về việc đã khiến cho cuộc đời của Zola bị vô số người căm ghét. Những gì cô từng gây ra ở đảo Thiên Đường nhiều năm trước giờ đây đã để lại một hệ lụy lớn, và hệ quả trước mắt chính là trận đấu sống còn giữa Kagura và Araza. Nữ hoàng tiên Titania không còn cách nào khác, cô buộc phải chiến đấu với Kagura để thực hiện mục tiêu của Fairy Tail. Cả hai chiến đấu với nhau nhưng mà có vẻ Araza đã bị sức mạnh của cô nàng kiếm sĩ áp đảo hoàn toàn. Kagura tiết lộ lý do cô ấy công thù Zola đến tận xương tủy chính là vì anh ta đã giết anh trai của cô, Simon. Trùng hợp thay, anh trai của Kagura lại là người bạn thân thiết nhất của Araza, người đã đem lòng yêu và cũng đã hy sinh bản thân vì cô. Điều này làm cho Titania nhớ lại ký ức đau buồn lúc ấy. Cô nói rằng chính vì bản thân yếu đuối nên Simon mới chết. Kagura lúc này cũng không còn giữ được bình tĩnh và dự định rút kiếm ra giết chết Araza. Một vệt máu loang dài trên tường, khuôn mặt mọi người ai cũng đã bàng hoàng hoảng sợ. Tập 36. Sát khí của Kagura khi rút kiếm cực kỳ lớn, nhưng trong khoảnh khắc đó Araza đã nhanh chóng cản được đòn tấn công chết người ấy. Cô cũng không hề có ý định bỏ cuộc. Nhóm của nó sư vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi được hoàng cung. Sự xuất hiện của Lucy đến từ tương lai làm cho bọn họ hoài nghi về những gì sẽ xảy ra sắp tới. Nữ hoàng tiên với ý chí chiến đấu vì đồng đội đã khiến cho Kagura dao động. Araza không muốn từ bỏ mạng sống mà Simon từng liều mạng để cứu cô. Cả hai kiếm sĩ lao vào chiến đấu với nhau, một bên chiến đấu vì đồng đội, một bên để rửa hận. Người nằm xuống cuối cùng lại là Kagura. Vào lúc ấy, một tảng đá to tướng từ trên rớt xuống. Không suy nghĩ nhiều, Titania đã dùng thân mình để bảo vệ cho cô nàng kiếm sĩ và bị tảng đá đè ở chân. Cô đã nhớ ra mọi chuyện từ quá khứ. Araza vốn dĩ xuất thân cùng làng với Simon và Kagura. Đêm đó, khi bị đám binh lính ở đảo Thiên Đường phục kích, người giúp cho cô nàng kiếm sĩ trốn thoát không ai khác chính là Araza. Cô đã hy sinh thân mình và bị bắt đến đảo Thiên Đường sau đó. Có vẻ như là sau khi nghe câu chuyện hiềm khích giữa hai người họ đã không còn nữa. Nhưng vào lúc này đây, Minerva xuất hiện và giáng một đòn chí mạng lên Kagura và cướp lấy điểm số đưa Sabaton lên ngôi đầu bảng. Araza sau khi chứng kiến những vết thương trên người của Meliana do Minerva gây ra khiến khuôn mặt của cô biến sắc. Tuy nhiên hiện tại nữ hoàng tiên Titania đang ở thế bất lợi khi mà trọng thương ở chân, trong khi đó Minerva lại chẳng có một thương tích nào. Trong lúc đó, các pháp sư vẫn đang chiến đấu kịch liệt trong thành phố. Ru trong lúc chiến đấu cũng đã có một pha tự hủy khi diễu cợt Gazer. Trận đấu giữa lôi sát long Lassos và lôi sát thần Oga cũng hấp dẫn không kém khi mà bọn họ hiện tại đang đều ngang kèo với nhau. Nhưng mà lúc này một con quái vật khác xuất hiện xen ngang vào trận đấu. Zura, thập thánh pháp sư của Lemmy Askel cũng đã xuất hiện. Có vẻ như nhóm pháp sư đã tìm được đường đến cung điện, nhưng mà bọn họ vẫn chưa thể thoát ra bên ngoài vì cung điện quá rộng lớn. Lucy tương lai tỉnh dậy và nói rằng nhóm của bọn họ sẽ sớm bị quân lính phát hiện và tống vào nhà giam. Cô ấy cũng tiết lộ thảm họa mà vương quốc sẽ phải hứng chịu trong vòng một ngày nữa. 10.000 con rồng sẽ xuất hiện và tấn công Fiora lấy đi nhiều sinh mạng, và tương lai phía trước đang phụ thuộc vào kết quả của đại hội pháp thuật. Điều gì đã xảy ra cho các thành viên của Fairy Tail ở tương lai mà khiến cho Lucy phải quay trở về quá khứ tìm nó sự giúp đỡ? Mọi người hãy cùng chờ đợi ở video lần sau. Diễn biến tiếp theo, mình chắc chắn mọi người cần nên chuẩn bị nhiều đồ ăn để xem cho nó hấp dẫn đó. Thôi, tạm biệt và hẹn gặp lại ở video lần tới nha. Để nhanh thôi. Bye bye. Hey, để nhận thông báo video mới của tụi mình nhanh nhất, các bạn hãy ủng hộ bọn mình bằng cách trên điện thoại nhấn subscribe, nhấn vào cái chuông bên cạnh chọn tất cả. Trên máy tính cũng nhấn subscribe, chọn cái chuông và chọn tất cả. Thế là xong, vậy là các bạn sẽ nhận được thông báo khi tụi mình đăng video mới. Xin cảm ơn mọi người.